Mục 3. Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng. Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. 1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến 03 ba năm hoặc phạt tù từ không một năm đến không năm năm a làm chết người b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi phần trăm trở lên c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ sáu mươi phần trăm đến một trăm hai mươi phần trăm d gây thiệt hại về tài sản từ một trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, a. Làm chết không hai người, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. D. Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm. A. Làm chết không ba người trở lên. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200 linh một phần trăm trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm A, B và C khoảng 3 điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 296 Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi 1. Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, à, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án. Về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. B. gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. C. gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. A. À, phạm tội không hai lần trở lên b làm chết người, c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. a làm chết không hai người trở lên, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. Bốn, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 297. Tội cưỡng bức lao động. 1. Người nào dùng vũ lực Đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, a. đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, b. gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên. Mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, a. Có tổ chức, b. Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. c. Làm chết người, d. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. E. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. A. Làm chết không hai người trở lên. B gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 224 và điều 281 của bộ luật này thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. A. À. Làm chết người. B gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, c. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, d. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, a. Làm chết không hai người, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200% C, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, A, làm chết không ba người trở lên, B, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên c gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên bốn người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ không một năm đến không năm năm điều hai trăm chín mươi chín tội khủng bố một, người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hai. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. A. Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố. B. Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố, chế tạo cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố. C. Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. D. Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông. Phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản một điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 4. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 300. Tội tài trợ khủng bố. Một người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố thì bị phạt tù từ không năm năm đến mười năm hai người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ không một năm đến không năm năm ba người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế cấm cư trú từ không một năm đến không năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản bốn pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau a à, phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản một điều này thì bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm. B. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điều 79 của bộ luật này thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. C. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. Điều 301. Tội bắt cóc con tin một Người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 113 và điều 299 của bộ luật này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: à, a. có tổ chức b. lợi dụng chức vụ, quyền hạn, c. đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên, d. đối với người đang thi hành công vụ, d. gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm. 5. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ không sáu tháng đến không ba năm điều ba trăm linh hai tội cướp biển một người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ không năm năm đến mười năm a tấn công tàu biển phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào b tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này c cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm A khoản này. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, A. Có tổ chức, B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%. C. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, D gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. B. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Làm chết người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên. D. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. D. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên. Năm người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm đến 05 năm. Điều 303. Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Một, người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin, liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, a. Có tổ chức, b. Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động. c. Làm chết không ba người trở lên, d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một trở lên d gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên e gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế xã hội d tái phạm nguy hiểm ba người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ không một năm đến không năm năm bốn người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ không một năm đến không năm năm Điều 304 Tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Một người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm, a. À, có tổ chức, B, vận chuyển, mua bán qua biên giới, C, làm chết người. D, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, E, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, D, vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn, hát, tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, a. Làm chết không hai người, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. D vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc có giá trị rất lớn. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, a. Làm chết không ba người trở lên, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200 linh một phần trăm trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên, D. Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. Điều 305. Tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ. Một Người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2 phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. A, có tổ chức. B, thuốc nổ các loại từ 10 kg đến dưới 30 kg. C, các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn. D, vận chuyển, mua bán qua biên giới. D, làm chết người. E gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, d. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, h. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, y. Tái. Phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 0,7 năm đến 15 năm. A. Thuốc nổ các loại từ 30 kg đến dưới 100 kg. B. Các loại phụ kiện nổ có số lượng rất lớn. C. Làm chết không hai người. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. D. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu. Đồng. 4 phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân a thuốc nổ các loại 100 kg trở lên b các loại phụ kiện nổ có số lượng đặc biệt lớn c làm chết không ba người trở lên d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên d gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên Năm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. Điều 306 Tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. Một, người nào chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, Vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a. có tổ chức, b. vật phạm pháp có số lượng lớn, c. vận chuyển, mua bán qua biên giới, d, làm chết người, d, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, e, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, d, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, h, tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. a. vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn. b. làm chết không hai người trở lên. c. gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. d. gây thiệt hại về tài sản 500 triệu đồng trở lên. 4. người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. Điều 307 Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ không một năm đến không năm năm a làm chết người b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi phần trăm trở lên c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ sáu mươi phần trăm đến một trăm hai mươi phần trăm d gây thiệt hại về tài sản từ một trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm a làm chết không hai người b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ một trăm hai mươi hai phần trăm đến hai trăm phần trăm c gây thiệt hại về tài sản từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng ba phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm A. Làm chết không ba người trở lên, B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này trăm trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 4. Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm A, B và C khoảng 3 điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. A, làm chết người. B, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, d. gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, a. Làm chết không hai người, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 0 năm năm đến 10 năm, a. Làm chết không ba người trở lên, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200 linh trăm trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 309 Tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân. Một Người nào sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. A. Có tổ chức. B. Vận chuyển, mua bán qua biên giới. C. Làm chết. Người. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, e, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, d, tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, a, làm chết không hai người, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, a. Làm chết không ba người trở lên, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên c gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên năm người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ không một năm đến không năm năm điều ba trăm mười tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ vật liệu hạt nhân 1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a. làm chết người, b. gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người. Này từ 61% đến 121%, d. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, a. Làm chết không hai người, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. A. Làm chết không ba người trở lên. B gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên c gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên bốn vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ vật liệu hạt nhân trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a b và c khoảng ba điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm Điều 311 Tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc Một người nào sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc thì bị phạt tù từ không một năm đến không năm năm hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ không ba năm đến mười năm a có tổ chức b vật phạm pháp có số lượng lớn c làm chết người d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi phần trăm trở lên d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, e, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, d, vận chuyển, mua bán qua biên giới, h, tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a, vật phạm pháp có số lượng rất lớn, b, làm chết không hai người, c, gây thương tích hoặc gây tổn. Hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%, d. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, a. Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn, b. Làm chết không ba người trở lên, c gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên d gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên năm người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ không một năm đến không năm năm điều ba trăm mười hai tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy chất độc một Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất cháy, chất độc gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. A. Làm chết người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, d, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, a, làm chết không hai người, b, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%, c gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, a. Làm chết không ba người trở lên, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200 linh trăm trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 313. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. 1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. a. làm chết người, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, D. gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Hai, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 08 năm, a làm chết không hai người, b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. c. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm, a. Làm chết không ba người trở lên, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên c gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên bốn vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a b và c khoảng ba điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến không năm hoặc phạt tù từ không ba tháng đến không một năm. Năm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ không năm đến không năm năm. Điều 314 Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực. Một Người nào cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang an toàn của công trình điện lực, gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, trồng cây, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện lực, đào hố, đóng cọc, xây nhà trong hành lang bảo vệ đường cấp điện ngầm, thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cấp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo, lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn hoặc các hành vi khác gây mất an toàn vận hành công trình điện lực theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật. Sử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm, A, làm chết người, B, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, C, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, d. gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, a. làm chết không hai người, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%, c. gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 10 năm, a. làm chết không ba người trở lên, b gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên c gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên bốn vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a b và c khoảng ba điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. 1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 259 của bộ luật này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. A, làm chết người, B, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, C, gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, D gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, a. Làm chết không hai người, b. Gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3 phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm a làm chết không ba người trở lên b gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này hai trăm linh một phần trăm trở lên c gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên bốn người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 316. Tội phá thai trái phép. 1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. A. Làm chết người. B. Gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, d. Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, a. Làm chết không hai người, b gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. a. làm chết không ba người trở lên. b. gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 317 Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. A. À, sử dụng chất, hóa chất, Kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà sản. Phẩm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. B. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, c. Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ. Thực vật phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc sản phẩm trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm về nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoại danh mục được phép sử dụng trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng hoặc đã bị. Xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, d. Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, Phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, thực phẩm trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định. Tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm e thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm từ điểm A đến điểm D khoảng này hoặc chế biến, cung cấp, bán thực phẩm mà biết là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 05 người đến 20 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. A. Có tổ chức. B. Làm chết người. C. Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 21 người. Đến 100 người. D. Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, e, thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. D thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, h, thực phẩm. Có sử dụng chất hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, y, tái phạm nguy hiểm. 3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. A. Làm chết không hai người. B. Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 100 linh một người đến 200 người. C. Gây tổn hại cho sức khỏe của không hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. D. Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng. Sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoại danh mục được phép sử dụng trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. D. Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. E. Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, Phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a. làm chết không ba người trở lên, b. gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 200 linh một người trở lên, c gây tổn hại cho sức khỏe của không ba người trở lên mà tổng tỷ lệ. Tổn thương cơ thể của những người này 200 linh một phần trăm trở lên, d. thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh. Mục được phép sử dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên, d. Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh. Dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá 500 triệu đồng trở lên. E, thực phẩm có sử dụng chất hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến. Thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 015 đến 05 năm.